Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store TV. Các bạn thân mến, năm nay thực sự là một năm của Samsung. Khi mà từ đầu năm đến giờ thì mới 5 tháng trôi qua mà Samsung đã tung ra một loạt các sản phẩm phủ mọi phân khúc, từ bình dân giá rẻ như Galaxy M10 đến tầm trung tận cao cấp như Galaxy A80 hay chiếc flagship đỉnh đám Galaxy S10 Plus. Tưởng chừng như là giải sản phẩm trong năm nay của Samsung đã được phủ kín, nhưng không phải như vậy. Samsung với vị thế là một tập đoàn có thâm niên lâu đời trên thị trường thì luôn tìm ra được những thị trường ngách và phân khúc mà ít doanh nghiệp có thể để ý đến. Tiếp nối màn ra mắt có phần nhỏ tiếng của Galaxy M30 thì mới đây Samsung đã hé lộ một sản phẩm kế tiếp cao cấp hơn trong dòng Galaxy M, đó chính là chiếc Galaxy M40. Đây là một sản phẩm thực sự mạnh về cấu hình, hợp lý về giá bán và có những đặc điểm có thể cạnh tranh song phẳng với chính sản phẩm dòng A của Samsung và các dòng sản phẩm chung khác khi đang có trên thị trường. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Galaxy M40, một siêu phẩm tầm trung ra mắt của Samsung nhé. Ngoài ra thì còn có rất nhiều các sản phẩm khác của Samsung thì các bạn có thể là tham khảo tại chuỗi hệ thống của Viettel Store cũng như là kích vào đường link dưới phần mô tả các bạn nhé. Về thiết kế thì chiếc máy Galaxy M40 sẽ không có thiết kế mang hơi hướng của các sản phẩm dòng M trước đây, thay vào đó là một thiết kế của dòng A, cụ thể là chiếc A50, khi mà vị trí máy sẽ có những đường cong nhẹ hơn ở bốn góc, mặt lưng thiết kế tựa bóng vát cong hai bên. Vị trí của camera, đèn flash hay logo Samsung, người dùng nhìn qua thôi cũng sẽ dễ nhầm lẫn với chiếc Galaxy A50. Tuy nhiên, mặt lưng của máy sẽ không có hiệu ứng màu sắc biến đổi như trên chiếc Galaxy A50, mà đơn thuần sẽ chỉ là một mặt lưng bóng với màu sắc sáng hơn. Vị trí của phím chức năng sẽ nằm ở phía bên cạnh phải và cổng sạc, cổng tai nghe và loa ngoài. Mic thoại được đặt ở cạnh dưới, khay SIM được đặt sang cạnh phải, máy hỗ trợ 2 SIM và một thẻ nhớ đồng thời chứ không phải khay SIM Lite. Từ đây thì người dùng có thể tận dụng hết những chức năng của máy, vừa có thể có 2 SIM 2 sóng đàm thoại, vừa có thể mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua thẻ nhớ bên ngoài. Mặt trước sẽ là một màn hình Infinity U, sử dụng tấm nền Super AMOLED 6.4 inch, độ phân giải Full HD Plus, tỷ lệ màn hình là 19.5:9. Nói chung đây là một màn hình không khác biệt gì so với sản phẩm M30 tiền nhiệm. Người dùng vẫn có thể có được một trải nghiệm màn hình tràn viền, hiển thị sắc nét của tấm nền Super AMOLED. Không gian hiển thị lớn cũng sẽ giúp người dùng xem phim hay là chơi game tốt hơn. Ngoài ra thì M40 cũng là sản phẩm đầu tiên của dòng M có thể sử dụng cảm biến vân tay trong màn hình. Điều này khiến người dùng có thể dễ dàng mở khóa hơn mà không cần cầm máy lên. Cấu hình sẽ là điểm nhấn lớn nhất của Galaxy M40 khi thay vì sử dụng con chip cây nhà lá vườn Exynos 7904, tương tự như những sản phẩm trước đây trên dòng A và dòng M. Samsung đã quyết định đưa con chip tầm trung của nhà Qualcomm làm trái tim cho sản phẩm mới của mình, là con chip Snapdragon 675. Cụ thể, theo dữ liệu được cung cấp từ Geekbench, Galaxy M40 với số model SM4405F được phát hiện đang hoạt động trên nền tảng Android 9 Pie mới nhất của Google với sức mạnh xử lý cung cấp bởi con chip tầm trung đến từ Qualcomm là Snapdragon. Có 8 nhân, xung nhịp 1.71GHz, đi kèm dung lượng RAM 6GB. Với cấu hình trên, Galaxy M40 được ghi điểm số Geekbench là 2.350 điểm đơn nhân và 6.410 điểm đa nhân. Kết quả này cao hơn rất nhiều so với người anh em Galaxy M30 của nó. Với số điểm này thì người dùng có thể yên tâm rằng Galaxy M40 sẽ không gặp phải những lời chê bai rằng máy tương thích game kém hay không chiến game lâu. Ngoài ra, máy còn đi theo với bộ nhớ trong lên đến 128GB. Dung lượng bộ nhớ trong lớn đồng nghĩa với việc người dùng có thể thoải mái lưu trữ game, ứng dụng hay là chụp ảnh quay phim. Về camera thì máy sẽ có 3 camera tương tự như trên A50, với camera chính có độ phân giải 25MP, khẩu độ lớn f trên 1.7, có hỗ trợ lấy nét theo pha, camera góc siêu rộng với độ phân giải là 8MP, khẩu độ là f trên 2.2, máy hỗ trợ quay video Full HD 30 khung hình trên giây. Đây sẽ là một điểm trừ nhỏ khi mà với sức mạnh của con chip Snapdragon 675 và cụm 3 camera với thông số ấn tượng như vậy thì máy có thể dư sức làm nhiều hơn thế. Cụm camera trước với độ phân giải 25MP sẽ không có bất kỳ tín đồ selfie nào phải thất vọng. Máy sẽ được trang bị viên pin với dung lượng 5000mAh và sạc nhanh chóng với công suất sạc tối đa là 15W. Qua cổng USB Type-C, đây có thể nói là một thiết bị lai giữa Galaxy A50 và Galaxy M30. Samsung đã trung hòa được cả hai sản phẩm này và tạo ra một sản phẩm có cấu hình mạnh mẽ, camera khủng với thời lượng pin ấn tượng. Về giá bán thì máy có thể được bán ra với mức giá khoảng 6 đến 7 triệu đồng và cạnh tranh sòng phẳng với các sản phẩm khác đến từ Trung Quốc. Vừa rồi thì mình vừa tổng hợp những tin tức về chiếc Galaxy M40. Các bạn có những ý kiến gì thì hãy đóng góp ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.